Điều gì khiến ông Nawat đột ngột quan tâm Hoa hậu Thủy Tiên sau hơn 1 tháng im lặng? Hơn 1 tháng kể từ sau đêm chung kết Miss Grand International 2022, ai cũng biết ông Nawat và cộng đồng mạng Việt Nam như nước với lửa, không ngừng công kích nhau. Việc này khiến cho Hoa hậu Thủy Tiên bị mắc kẹt ở giữa, khiến nàng hậu từng thừa nhận cô rất buồn khi mọi chuyện trở nên như vậy. Cũng vì mâu thuẫn ấy mà Chủ tịch Miss Grand International không còn xem Thủy Tiên là con cưng như thời kỳ đương nhiệm, thậm chí còn không nhắn tin hay trò chuyện gì với nàng. Trên tài khoản Instagram của ông Nawat cũng vắng bóng hình ảnh Thủy Tiên, trong khi giám đốc điều hành của Teresa vẫn thường xuyên nhắc đến nàng hậu trên trang cá nhân. Những tưởng mối quan hệ giữa Hoa hậu Thủy Tiên và ông Nawat sẽ cứ thế đóng băng, nhưng mới đây, Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International bỗng dưng đăng ảnh chụp chung với Thủy Tiên cùng một câu hỏi thăm tình hình của nàng hậu. Tất nhiên, không quên gắn tag tài khoản của Thủy Tiên. Hành động quay xe của ông Nawat khiến cư dân mạng thái tò mò. Có người đoán rằng Chủ tịch Miss Grand International đơn giản là muốn kỷ niệm 1 năm ngày Thủy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 mà thôi. Cũng có khán giả suy đoán ông Nawat đang tìm cách lấy lòng fan Việt sau những thiệt hại vừa qua. Bởi nếu cứ mâu thuẫn với khán giả Việt như hiện tại, cuộc thi Miss Grand International vẫn chịu cảnh tụt lượng người theo dõi mà chưa có cách nào khôi phục. Các bạn có cảm nghĩ sao về bài viết trên? Nhớ để lại bình luận ngay bên dưới. Đừng quên follow chúng mình để nhận được nhiều tin tức hot nhất.